Xin giới thiệu với toàn thể các bác nha, cái mẫu Pang Chusao AK8800, dòng model trung cấp, phần cao cấp, tiếp cận gần đến cao cấp rồi. Thì dòng này là có thêm cả giải mã cấp quang đây, ánh sáng hơi tối tí nhỉ. Rồi. Sản phẩm này là có thêm cả giải mã cấp quang các bác ạ. Đấy, giải mã cấp quang các bác nhìn này. Đây thì hàng bên công ty, em tiện quay một tí thôi xong rồi hẹn gặp các bác trong video sau vậy, chứ bây giờ còn phải về tối lắm rồi. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá thì em báo luôn cho các bác này, giá hiện tại mẫu này em đang bán cho các bác là vào 3.500.000, chưa có ship. Ship thì mất 200 nữa là 3.700.000. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới là phần mô tả các bác nhé. Còn nguồn gốc xuất xứ thì hơi bị rõ ràng rồi, các bác nhìn cái tem phát là biết luôn nhỉ. Đấy, dân chơi nhìn phát biết ngay rồi. Ok, hẹn các bác video sau nhé.